Thầy An mến chào các em học sinh, thì ở video này chúng ta sang dạng 5, hình học, bài 15. Câu A Vẽ tam giác đều MNP có cạnh MN bằng 4cm thì tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. Thì cách vẽ như sau. Thì có nhiều cách vẽ nha, thầy chỉ chỉ một trong những cách vẽ đó thôi. Có cạnh MN bằng 4 cm. Đây. Từ 1 cho tới 4, mình vẽ MN trước tiên. Đây, MN của chúng ta đây. M, N, M -N bằng 4 cm. Rồi bây giờ chúng ta dùng compa nha. Chúng ta cho cái độ mở của compa chính là bằng MN, được chưa? Độ mở compa bằng MN. Mình vẽ một cung. Rồi, mình lấy tâm tại N mình vẽ một cung, sau đó mình lấy tâm tại M mình vẽ một cung. Đó. Hai cung này cắt nhau tại một điểm. Và chúng ta nối điểm này với điểm M và điểm N. Chúng ta được tam giác đều. MNP. Đó. Chúng ta được tam giác đều MNP. Rồi chúng ta xong câu A. Chúng ta sang câu B. Vẽ hình vuông D, E, F, Q có cạnh D, -E bằng 5cm. Thì mình biết rằng là hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau. Thì chúng ta có thể vẽ DE trước nha. DE bằng 5 cm cách vẽ như sau. Việc đầu tiên, chúng ta vẽ DE 5 cm đó từ 0 mình vẽ tới 5. Ok chưa? Đây. Chúng ta được D hình vuông DE FQ DE ở đầu tiên. Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với với DE nha. thì chúng ta có thể dùng ừ, EK. đây. đó. mình vẽ đường thẳng qua điểm E. được chưa? đó qua điểm E và vuông góc với DE nè vuông góc rồi tiếp theo mình kéo nó dài 5 cm bởi vì mình biết rằng là hình vuông thì năm cạnh bằng nhau đó 5 cm được chưa rồi tiếp theo qua điểm d mình cũng kẻ đường thẳng vuông góc với de đó và chúng ta cũng vẽ cái đoạn thẳng này 5 cm rồi bây giờ mình nối hai đầu này lại thôi đó em thấy không đúng 5 cm luôn ha nối lại ok Chúng ta được hình vuông DEFQ có cạnh DE bằng 5 cm. Ok. Đây là câu trên nha. Đây là câu dưới ha. Câu B. Rồi. Chúng ta xong câu B. Chúng ta sang câu C. Vẽ hình chữ nhật DEFG có DE bằng 3 cm. EF bằng 5 cm. Chúng ta sang câu C. DE bằng 3 cm thì chúng ta cứ vẽ DE trước 3 cm. Đây, 3 cm. Được chưa? rồi tiếp theo mình có thể lấy d đây rồi e đây tiếp theo mình vẽ qua d mình vẽ đường thẳng vuông góc với de đây qua d mình vẽ đường thẳng vuông góc với de rồi chúng ta cũng lấy Cái đoạn thẳng này là 5cm nha. 5 đây. Ủa. Tương tự như vậy. Qua điểm E. Chúng ta cũng vẽ cái đường thẳng vuông góc với DE. Đó. Và chúng ta cũng lấy 5cm ok rồi sau đó mình nối hai đầu này lại chúng ta được defg mình không được ghi là defg nha phải ghi theo thứ tự vòng này hoặc là theo vòng này đó theo thứ tự defg hoặc là defg nhưng mà mình phải ghi defg trong trường hợp này bởi vì de của chúng ta là bằng 3 cm và EF bằng 5, EF bằng 5 cm. Đó. Chúng ta được hình chữ nhật DEFG. Chúng ta xong câu C. Chúng ta sang câu D. Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh MN bằng 4 cm thì hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Được chưa? Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Thì bây giờ mình sẽ vẽ một cạnh MN bằng 4 cm trước. Đây. Từ 0 đến 4. Đó. Chúng ta được mà n. Tiếp tục mình vẽ cạnh này cũng bằng 4 cm. Nhà bất kỳ, cái góc này bất kỳ, bởi vì đề không có cho. Đề không có cho mình cái góc này bao nhiêu mình vẽ bất kỳ. 4 cm đây. Đó. Được chưa? Thì hai cạnh đầu tiên mình vẽ bất kỳ được, nhưng mà bắt đầu cạnh thứ ba là phải bị khống chế nè. Thì cái cạnh này nè nó phải song song với bạn này. Được chưa? Cạnh này nó phải song song với bạn này. Đó, thì cách vẽ song song như sau mình để cái eke một cạnh của eke nó trùng với mn rồi sau đó chúng ta áp cái thước này vào nha áp cái thước này vào được chưa áp cái thước vào rồi chúng ta giữ chặt cái thước chúng ta trượt cái eke đó được chưa mình trượt tới điểm này rồi bây giờ mình vẽ ok chưa đó vẽ. rồi bây giờ chúng ta cũng vẽ cái đoạn này bằng 4 cm và cuối cùng hai bạn này nối lại đó chúng ta được hình thôi MNFG có cạnh MN bằng 4 cm Rồi chúng ta xong câu D. Bây giờ chúng ta sang câu E. Vẽ hình bình hành EFHK có EF bằng 3 cm. FH bằng 4 cm. Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song với nhau. Vì đầu tiên Chúng ta vẽ EF bằng 3cm. Đây, để cho đẹp thì mình vẽ EF nó nằm nghiêng thế này. Đó. 3cm ha. À, đây là EF. Để cho là bằng 3cm. Rồi FH bằng 4 cm. Đó, FH thì các bạn cũng vẽ bất kỳ nha. Nhưng mà để cho hình nó đẹp thì chúng ta vẽ nằm ngang. EF rồi FH mình vẽ nằm ngang. Chứ còn các bạn vẽ xiên gì cũng được cả. Đây, FH bằng 4 cm. FH. Đó, lý do thì nói là vẽ bạn này bất kỳ bởi vì cái góc này người ta chưa có cho trước cho nên mình vẽ thoải mái FH bằng 4 cm nè đó rồi tiếp theo cái cạnh cạnh e, ek của chúng ta nè nó phải song song với với fh nha hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song và bằng nhau luôn thì để vẽ song song việc đầu tiên chúng ta để một cạnh của ek nó trùng với với được chưa sau đó chúng ta áp cái thước này vào cạnh còn lại của ek rồi mình trượt trượt ek giữ chặt thước nha trượt ek rồi bây giờ chúng ta sẽ kẻ bạn này cũng bằng 4 luôn đó rồi sau đó mình nối này lại đó chúng ta sẽ được hình bình hành E F H K. OK chúng ta xong câu E mình sang câu F đó. câu F lúc này người ta khống chế này và có một góc bằng 60 độ này đó. câu D thì không có khống chế góc hồi nãy thì nói là góc thoải mái còn ở đây là người ta cho có một góc bằng 60 độ thì nó khó hơn câu F có một cạnh bằng 5 thì việc đầu tiên mình sẽ vẽ cạnh MN bằng 5 đây thì cạnh đầu tiên là các bạn vẽ bất kỳ nha bất kỳ để cho nó đẹp thì thầy vẽ nghiêng nghiêng thôi còn các bạn cứ vẽ bất kỳ cho thầy không sao cả đó được chưa? Rồi, và một góc bằng 60 độ. Góc bằng 60 độ thì chúng ta sẽ chọn góc này bằng 60 độ. Đó nên chúng ta phải có thước thước đo độ. Đây. Thước đo độ của thầy đây. Ok. 60 này. 10 20 30 40 50 60. Đây. 60 đây. Đó. Như vậy thì điểm đây mình nói với bạn này thì chúng ta được một góc 60 độ, đúng không? Đó, chúng ta được một góc 60 độ. Tuy nhiên, hình thoi của chúng ta có cạnh bằng 5 cm. Cho nên là cạnh này chúng ta cũng vẽ bằng 5. Ồ đúng luôn, 5 thứ này luôn. Ok. Đó, rồi cạnh thứ ba này, các bạn chú ý cạnh thứ ba mình vẽ nó phải song song với cạnh này nha mình để một cạnh của ek nó trùng với một cạnh của hình thôi rồi sau đó chúng ta áp cái thước vào cạnh còn lại của ek rồi sau đó mình giữ chặt thước mình trượt cái ek đó mình trượt để mình vẽ những đường thẳng song song đó mình trượt tới điểm này rồi mình vẽ 5 cm 1 2 3 4 5 được chưa đó. Rồi cuối cùng nối hai đầu mút của hai cạnh này lại. Đó, chúng ta được hình thoi M N P Q hình thoi hình thoi này có một cạnh bằng 5 cm. hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau nha. Cạnh này bằng 5 cm thì các cạnh còn lại cũng bằng 5 cm và một góc bằng 60 độ. Đó, thỏa mãn đề bài yêu cầu. Ok, chúng ta xong bài 15 ha. Đó, các em tập vẽ cho quen nha, phải vẽ đi vẽ lại cho quen. Chúng ta sang bài 16. Câu A. Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài 10 cm và chiều rộng 8 cm. À cái này thì nhớ công thức. Được chưa? Các em phải nhớ công thức ha. Diện tích của hình chữ nhật đã cho là diện tích của hình chữ nhật thầy viết tắt cho nhanh nha. Đã cho là thì công thức tính diện tích là chúng ta lấy dài nhân rộng được chưa? Dài bằng 10, rộng bằng 8. Dài nhân rộng 10 nhân 8 chúng ta được 80. Ở đây đơn vị người ta cho là cm thì diện tích sẽ là cm vuông. Đó, chúng ta đã tính xong diện tích của hình chữ nhật. Tiếp theo, bây giờ chu vi của hình chữ nhật ha. À. Chu vi của hình chữ nhật đã cho là thì có người ký hiệu chu vi bằng chữ P, à, có người ký hiệu chu vi bằng chữ C, được chưa? P bằng P là viết tắt của từ perimeter, à, là chu vi. Perimeter. Còn C là viết tắt của từ circumference, à, à, circumference. Rồi thì chu vi sẽ là mình biết rằng là công thức tính chu vi là hai lần dài nhân rộng hai lần dài cộng rộng xin lỗi các em hai lần dài cộng rộng dài là 10 cộng rộng rộng là 8 được chưa đó hai lần dài cộng rộng chúng ta được 10 cộng 8 là 18. 18 x 2 là 36. Đơn vị là cm. Rồi. Chúng ta xong câu A. Mình sang câu B. Một miếng gỗ hình chữ nhật có kích thước một chiều là 8 cm. Diện tích là 56 cm 56 cm vuông. tìm kích thước còn lại của miếng gỗ nè, câu này đơn giản kích thước còn lại của miếng gỗ là thì mình biết rằng là miếng gỗ của chúng ta hình chữ nhật thì để tính diện tích chúng ta lấy hai cạnh nhân với nhau ví dụ đây là là dài đây thì lấy dài nhân rộng thì bằng 56 được chưa như vậy thì mình có diện tích rồi mình muốn tính cạnh còn lại thì chúng ta lấy 56 chia 8 được chưa 56 chia 8 đó bởi vì dài nhân rộng thì bằng 56 dài muốn tìm rộng chúng ta lấy năm sáu chia dài được chưa đây là mình giả sử thôi còn mình chưa biết bạn này là dài hay rộng bây giờ mình mới biết 56 chia 8 thì bằng bằng 7 đó phải rõ ràng đây là dài còn đây là rộng đúng không rồi đơn vị người ta cho cm thì mình ghi đây là cm đó thì các em chú ý bài này là người ta cho cùng đơn vị rồi này còn nếu mà chưa cùng đơn vị thì mình nhớ việc đầu tiên mình phải đổi đơn vị nha Rồi chúng ta xong câu B. À, thì sorry các em. À, chữ C là viết tắt của từ là circumference nha. Yeah. Chữ C là viết tắt của từ circumference. À circumference chúng ta hay viết tắt chúng ta lấy chữ c từ đây là chu vi đó còn có người lấy chữ p chữ p này chữ p là viết tắt của từ perimeter nha perimeter đó, perimeter chữ p này đó chữ p là chữ c hai hai từ này đều có nghĩa là là chu vi ok Rồi chúng ta xong bài 16 ha. Mình sang bài 17. Bài 17. Tính diện tích các hình sau. Câu A, hình vuông có cạnh là 5 cm. Diện tích hình vuông. Câu A. Diện tích hình vuông là thì hình vuông muốn tính diện tích chúng ta lấy cạnh nhân cạnh Hay là cạnh bình phương đó 5 x 5 5 x 5 bằng bằng 25 ở đây cm thì đây là cm vuông phần xong của A câu B hình thang căng có độ dài hai cạnh đáy là 6 cm và 10cm. Chiều cao là 4cm. Diện tích hình thang cân là Thì công thức để mà tính diện tích hình thang cân là chúng ta lấy đáy lớn cộng đáy bé nhân cho chiều cao và chia 2. Được chưa? Thực chất là cái này mình đã học ở lớp 5 rồi đúng không? Đây lớn là 10 Cộng cho đáy bé là 6 Nhân cho chiều cao là 4 Rồi mình chia 2 Đó Còn vì sao thì khi nào có dịp thầy sẽ giải thích ha Rồi chúng ta có thể lấy 4 chia 2 trước nha 4 chia 2 là bằng 2 10 cộng 6 là 16 16 nhân 2 thì chúng ta được 32. Đơn vị là cm vuông. Đó, ở đây có cm vuông là bởi vì ở đây là cm nhân cho cm. cm nhân cm thì mình được cm vuông. Giống như là chúng ta học a nhân a là bằng a bình phương đó, được không? Thì đây là cm nhân cm thì mình ra cm vuông. Rồi câu C. Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 6 cm và 10 cm. Diện tích hình thoi. Đúng ra là mình phải ghi là đã cho là nha. Diện tích hình thang cân đã cho là ha. Đầy đủ là vậy. Thì công thức tính diện tích hình thoi là chúng ta lấy 1/2 tích của hai đường chéo nha, 1/2 tích của hai đường chéo là 6 x 10. Đó, thì chúng ta sẽ được 6 chia 2 là mình được 3, 3 x 10 là là 30. Ở đây là cm thì đây là cm vuông. Rồi cuối cùng. Câu D. Hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 12 cm và chiều cao tương ứng bằng 4 cm. Thì muốn tính diện tích hình bình hành, chúng ta lấy cạnh đáy nhân với chiều cao tương ứng, được chưa? Lấy cạnh đáy nhân với chiều cao tương ứng. Diện tích hình bình hành đã cho là Chúng ta lấy cạnh đáy là 12 nhân cho chiều cao tương ứng, chiều cao tương ứng là 4 thì chúng ta được 48 cm vuông. Rồi chúng ta xong bài 17. Đó, cái này là chủ yếu là các em nhớ công thức thôi. Chúng ta sang bài 18. Bài này hơi khó hơn một tí xíu. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn có hình dạng và kích thước như hình 4.20. Đây là hình 4.20 Nhớ đây là số Số 8 nha Đây số 8 Đây số 6 Đây số 6 Đây số 4 Thì chu vi Chu vi là chúng ta đi cộng tất cả các cạnh lại Vậy thôi Lấy cạnh này cộng cạnh này cộng cạnh này cộng này cộng lại. cộng lại Được không? Mình cộng tất cả các cạnh lại Rồi nhưng mà cạnh này mình chưa có Thì làm sao mình cộng? Mình tính thôi Cạnh này đề cho bằng 8 nha, cạnh này đề cho bằng 8. Thầy để thầy ghi to lên cho các bạn nhìn ha. 8. Cạnh này bằng 6. Đó, cạnh này bằng 4. Cạnh này bằng 6. Ok. Thì chúng ta dễ dàng tính được AD. Mình thấy nè, có phải là AF cộng với AD thì sẽ bằng BC đúng không? Cho nên là AD sẽ bằng 8 trừ 6. Được chưa? Đây. Theo hình vẽ đã cho ta có ED sẽ bằng 8 trừ 6. Bằng 8 trừ 6 bằng 2. Ở đây là mét nha. Đó, bạn này là 2. Ok. Tương tự như vậy, EF mình thấy nè, CD cộng với EF sẽ bằng AB. Từ đó EF sẽ bằng AB trừ cho CD bằng 6 trừ 4 bằng 2 luôn. Cạnh này cũng bằng 2 luôn. EF bằng 6 trừ 4 bằng 2 mét. Đó. Từ đây mình tính chu vi của mảnh vườn. Chu vi của mảnh vườn đã cho là đó. Thì chu vi chúng ta chỉ việc cộng tất cả các cạnh này lại. 6 cộng 8 cộng 4 cộng 2 cộng 2 cộng 6. Được chưa? Cộng hết tất cả các cạnh lại 6 cộng 8 cộng 4 cộng 2 cộng 2 cộng 6 bằng. Đó thầy đang chỉ cho các bạn cái trường hợp tổng quát nha. Chứ còn thực sự thực sự bài này là chu vi chúng ta có thể viết là bằng hai lần. Mở ngoặc ra 8 cộng 6. À, bài này nó cũng ra. Bởi vì chu vi của hình này nó cũng bằng với chu vi của hình chữ nhật. Có hai chiều là 6 và 8 đó cho nên là chúng ta có thể tính là công thức là chu vi bằng hai lần mở mặt dài cộng rộng đóng mặt. được chưa nó cũng ra cùng kết quả giống như thầy còn trường hợp của thầy là thầy làm trường hợp tổng quát đó các em có thể làm cho mọi bài toán trên cộng nè 6 cộng 4 là 10 8 cộng 2 là 10 là mình được 20 20 cộng cho cho 8 là mình được 28 mét. Được chưa? Đó. Đây mình thử tính theo cách hồi nãy có thể nói thử nha. Chúng ta có thể tính bằng cách là 2 lần dài cộng rộng. 8 cộng 6. Đó. 8 cộng 6 là 14. 14 x 2 thì chúng ta cũng được 28. Ok không? Đó. Cùng ra cùng kết quả là 28 nha. Rồi tiếp theo. Bây giờ mình đi tính diện tích của mảnh vườn nè. Tiếp theo mình đi tính diện tích của mảnh vườn. Đã cho là Thì làm sao để mình tính diện tích? Thì chúng ta có hai cách tính. Cách tính thứ nhất, chúng ta có thể chia cái hình này ra thành hai hình chữ nhật bằng cách là chúng ta kẻ ta kéo dài cái ED ra đó lúc này chúng ta chia cái hình đã cho thành hai hình chữ nhật được chưa đó để chúng ta tính diện tích chúng ta có công thức tính diện tích hình chữ nhật này có công thức tính diện tích hình chữ nhật này đó mình tính hai bạn này mình cộng lại là ra được diện tích của cái mảnh vườn này. Cách thứ nhất. Cách thứ hai, các bạn thấy này, nếu mà chúng ta kéo dài AF ra và kéo dài CD ra. Đó. Thì lúc này diện tích của mảnh vườn của chúng ta sẽ bằng diện tích của hình chữ nhật này trừ cho diện tích của hình vuông này. Đó, được chưa? Ok. Đó, mình có hai cách làm như vậy nha. Diện tích của mảnh vườn đã cho là chúng ta có thể làm theo cách thứ nhất hay cách thứ hai. Bây giờ thầy làm theo cách thứ hai nha. Mình lấy diện tích của hình chữ nhật lớn này là 6 x 8. Diện tích bằng 6 x 8 trừ cho diện tích của hình vuông này. Diện tích hình vuông này là 2 x 2. Được không? 2 x 2. Đó. 6 x 8 là ra diện tích của hình chữ nhật bự này trừ cho bạn này ra thì mình còn diện tích của mảnh vườn đã cho 6848 48 mà trừ cho 4 thì chúng ta còn 44 ok đơn vị là diện tích sẽ là mét vuông cho mình đang tính theo cách 2 còn bây giờ mình tính theo cách 1 thử nha tính theo cách 1 nè cách 1 là chúng ta chia thành hai hình chữ nhật hình chữ nhật này và này hình chữ nhật này là chúng ta tính diện tích bằng cách là lấy 8 x 4 đúng không 8 x 4 là ra diện tích của hình chữ nhật ở trên rồi bây giờ mình cộng cho diện tích của hình chữ nhật ở dưới hình chữ nhật dưới đây là 6 x 2 đúng không 6 x 2 8 x 4 là chúng ta được 32 6 x 2 chúng ta được 12 32 cộng 12 thì chúng ta được 44 đó cũng ra cùng kết quả là 44 ha và mình có hai cách tính như vậy nha rồi chúng ta xong bài 18 Chúng ta sang Bài 19 Một khu vườn hình chữ nhật Có diện tích là 3.600m2 Chiều rộng là 40m Cửa vào khu vườn rộng 5m Người ta muốn làm hàng rào xung quanh vườn bằng hai tầng thép hai tầng dây thép gai đó các bạn nhớ nha hai tầng được chưa hai tầng dây thép gai hỏi cần phải dùng bao nhiêu mét dây thép gai để làm hàng rào đó bài này hơi rối đúng không hơi rối thì vẽ hình ra cho các bạn đỡ rối nha còn thực tế thì các bạn không cần vẽ hình khu vườn của chúng ta đây À. Có diện tích, có chiều rộng. Chiều rộng là 40. Như vậy thì chúng ta dễ dàng tính được chiều dài, đúng không? Mình lấy 3600 mình chia cho 40 thì chúng ta được chiều dài. Được không? 3600 chia 40, số 0, số 0 bỏ. 36 chia 4 thì chúng ta được 9, số 0 nữa là 90. Đó, chiều dài của cái khu vườn này sẽ là 90. 5m, nha đó rồi bây giờ chú ý là cái cửa vào khu vườn rộng 5 mét đó thì bây giờ chúng ta muốn đặt cái cửa ở đâu cũng được nha thì đặt cái cửa ở đây đi cửa đây 5 mét ok thế này cái cửa là 5 mét đó nhớ cái cửa đây chi cái cửa là chúng ta không có rào chúng ta có cái cửa riêng nha rào thì chúng ta rào xung quanh này thôi chứ chúng ta không có rào cái cửa được này để mình trừ ra đó rồi và các em chú ý nữa là người ta rào người ta muốn làm hàng rào xung quanh vườn bằng hai tầng dây thép gai hai tầng có nghĩa là là chúng ta tính cái chu vi này rồi mình nhân lên đúng không mình nhân hai lên được không này đó thì công việc của chúng ta đầu tiên mình đi tính chiều dài của khu vườn hình chữ nhật đã cho là nha tính cái nào thì được điểm cái đó nên mình cứ tính trước việc đầu tiên chiều dài của khu vườn hình chữ nhật đã cho là muốn tính chiều dài chúng ta lấy diện tích chúng ta chia cho chiều rộng đó, thì lúc này chúng ta được chiều dài 90m. Khu vườn này khá rộng ha. Rồi, từ đây mình đi tính chu vi của khu vườn. Được chưa? Chu vi của khu vườn. Chu vi của khu vườn hình chữ nhật đã cho là chu vi thì bằng hai lần dài cộng rộng đó 90 cộng 40 chúng ta được 130 130 x 2 thì mình được 260 m đó chu vi chu vi thì chúng ta tính hết đúng không còn bây giờ mình muốn tính mình muốn tính số mét dây thép gai để làm hàng rào. Được chưa? Số mét dây thép gai cần để làm hàng rào. Số mét dây thép gai để làm hàng rào là. Đây các em. Bình thường nếu mà không có cửa ra vào và và làm một tầng hơi thì chúng ta cần 260 m dây thép gai. Được chưa? Bình thường chúng ta cần 260 m dây thép gai để mà làm hàng rào của khu vườn này. Tuy nhiên cái cửa mắc 5 m mà cái cửa chúng ta không làm hàng rào được chưa cho nên mình trừ mình trừ ra mình trừ cái cửa ra được chưa mình trừ cái cửa ra đó và chú ý là cái khu vườn của chúng ta là mình rào hai tầng mình rào hai tầng lặng đó nếu mà một tầng á thì chúng ta cần nhiêu này mét dây thép gai mà bây giờ mình làm hai tầng hai tầng lận nên nhân nhân hai ok chưa nè đó thì chúng ta sẽ được 260 thì máy tính cho nhanh nha trừ 5 bằng 255 rồi bây giờ mình nhân 2 chúng ta được 510 510 mét ok rồi chúng ta xong bài 19 thôi còn 3 bài nữa cố lên Chúng ta sang bài 20. Cho khu vườn hình vuông có cạnh là 35 m. À hình vuông. Câu A, tính chu vi và diện tích của khu vườn. Câu A. Chu vi của khu vườn hình vuông là thì hình vuông là hình mà nó có bốn cạnh bằng nhau được chưa đề cho một cạnh là là 35 thì bốn cạnh bằng nhau cho nên chúng ta lấy một cạnh chúng ta nhân cho 4 thì mình được chu vi đó mình không cần ghi p bằng cũng được mình ghi vậy luôn cũng được không cần ghi b bằng hoặc là c bằng 5 x 4 20 viết 0 như 2 3 x 4 là 12 dưới 2 là 14 m đó chu vi của khu vườn hình vuông là rồi bây giờ diện tích của khu vườn à. diện tích của khu vườn hình vuông kỹ nữa thì ghi đã cho là đó, diện tích thì lấy cạnh nhân cạnh đó 35 nhân cho 35 bằng thì cái cách nhân nhanh nè 35 nhân với 35 là 35 bình phương nó tặng cùng là số 5 nên chúng ta nhân như sau mình lấy 3 mình nhân với số liền sau của số 3 là số 4 nha 3 x 4 là là 12 rồi thêm số 25 vào đó cái mẹo nhân nhanh thì thầy An cũng có làm những cái video về cái mẹo nhân nhanh này thì các em xem kênh của thầy nha rồi ở đây là à, diện tích thì sẽ là là mét vuông. Ok. Mình xong câu A. Chúng ta sang câu B. Nếu người ta để lại làm nhà 150 mét vuông thì diện tích phần còn lại là bao nhiêu? À câu này khá đơn giản. Diện tích phần còn lại là thì bình thường cái khu vườn này có diện tích là 1.225 mét vuông thì bây giờ người ta để dành nha để lại làm nhà là 150 mét vuông thì chúng ta trừ ra thôi trừ ra thì mình sẽ có diện tích phần còn lại được chưa rồi 1225 thì bạn mới tính cho nhanh nha trừ cho 150 chúng ta được 1075 1075 m vuông đó đây là diện tích phần còn lại rồi chúng ta xong bài 20 bài 21 cho khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 35m chiều rộng là 20m câu A Tính chu vi và diện tích của khu vườn. Câu A. Chu vi của khu vườn hình chữ nhật là Chu vi thì chúng ta có công thức là mình có thể ghi P bằng hoặc là mình ghi luôn cũng được, chẳng cần ghi P bằng. Hai lần dài cộng rộng. Dài là 35 cộng cho rộng, rộng là 20 chúng ta được 35 cộng 20 là chúng ta được 55 đúng không? 55 nhân 2 thì mình được 110. Đồng ý chưa? 110 m Đó. Chu vi của khu vườn hình chữ nhật. Rồi bây giờ tính diện tích. Diện của khu vườn hình chữ nhật kỹ nữa thì ghi đã cho là diện tích thì chúng ta lấy dài nhân rộng dài là 35 rộng là 20 35 x 2 thì chúng ta được 70 số 0 này nữa là 700 diện tích sẽ là mét vuông ok mình xong câu A Câu B Nếu người ta đào một cái ao Có chiều dài bằng chiều rộng Khu vườn nha. Nếu người ta đào một cái ao Có chiều dài bằng chiều rộng của khu vườn Và chiều rộng là 10 mét Chiều rộng là chiều rộng của cái ao nha Thì diện tích phần còn lại để trồng rau là bao nhiêu? Thì bây giờ muốn tính diện tích phần còn lại để trồng rau thì chúng ta sẽ đi tính diện tích của cái ao, được chưa? Hay mình nói là diện tích bề mặt cái ao hoặc là diện tích cái ao cũng được. Diện tích của cái ao là Diện tích thì chúng ta lấy dài nhân rộng, được chưa? Thì cái ao này á nó có chiều dài bằng chiều rộng của khu vườn mà chiều rộng của khu vườn là là 20 được chưa cái ao này nè nó có chiều dài bằng chiều rộng của khu vườn mà chiều rộng của khu vườn là 20 cho nên là chiều dài của cái ao là là 20 nhân cho chiều rộng của cái ao chiều rộng của cái ao để cho là chiều rộng là 10 m đó 20 nhân 10 các em nắm được không chiều dài của cái ao bằng chiều rộng của khu vườn bằng 20 20 m. Còn đây là chiều rộng của cái ao. 20 x 10 thì chúng ta được 200 m vuông. Đó. Từ đây mình tính được diện tích phần còn lại để trồng rau là diện tích phần còn lại để trồng rau là thì diện tích của khu vườn này là 700 m2 trừ cho diện tích của cái ao đó làm cái ao để lấy nước tưới rau thì còn lại diện tích để trồng rau 700 trừ 200 thì chúng ta được 500 m2 ờ à, chúng ta xong câu b câu c diện tích khu ao là bao nhiêu ờ ừ, câu c chúng ta tính luôn rồi à mình xong câu c luôn rồi diện tích khu ao là bao nhiêu thôi mình ghi lại thôi câu c diện khâu cool ao là 20 x 10 à, 20 x 10 bằng 200 mét vuông Ok Tại sao lại có câu C như thế này Bởi vì thế này nè Cái khu vườn của chúng ta này Đó Dài là 35 35 m. Rộng là là 20 m. Đó khu vườn của chúng ta như vậy. Bây giờ người ta nói rằng á là người ta sẽ làm cái ao. Cái ao này có chiều dài là bằng chiều rộng của khu vườn. Còn chiều rộng của cái ao là 10 m. Đây. Chiều rộng của cái ao là 10 m này. Đó, Từ trên này? Đó. Đây là làm ao nước nước này ha. Đó thì à, có bạn sẽ tính là diện tích phần còn lại thì bạn các bạn đã lấy 20 nhân cho cái phần này là 35 trừ 10 còn 25 đúng không đó diện tích phần còn lại để trồng rau sẽ là 20 nhân với 25 đó. 20 nhân 25 thì chúng ta được 500 đúng không 500 đó còn chúng ta là chúng ta tính diện tích cao rồi chúng ta trừ ra đó cho nên vô tình nó trùng với câu C luôn được chưa à, còn ý của tác giả là các bạn sẽ có sau khi làm cái ao á thì chúng ta có được cái diện tích trồng rau cái phần trồng rau là một hình chữ nhật có chiều rộng là 20 chiều dài là là 25 bởi vì lấy 10 mét để làm ao rồi tới hai bạn này mình nhân với nhau mình có được diện tích trồng rau là mình xong câu B còn chúng ta làm theo cách khác ha Ok, chúng ta xong bài 21. Cố lên, cố lên. Bài 22. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 35 m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích mảnh vườn. Thì muốn tính diện tích mảnh vườn, chúng ta tính chiều dài cái đã. chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là thì đề cho chiều dài gấp đôi chiều rộng chiều rộng bằng 35 chiều dài gấp đôi chiều rộng chúng ta lấy 35 nhân 2 gấp đôi mà thì chúng ta được 70 70 m đó từ đây mình tính diện tích mảnh vườn diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là diện tích thì chúng ta lấy dài nhân rộng được chưa dài mình vừa tính ở trên đây 70 rộng đề cho là 35 70 nhân cho 35 thì đuổi rồi thì bấm máy tính nha 70 x 35 chúng ta được 2450 2450 mét vuông đó mình có được diện tích mảnh vườn chúng ta xong câu a câu b người ta định làm hàng rào quanh khu vườn đó nè người ta định làm hàng rào quanh khu vườn đó tính độ dài của hàng rào biết người ta để lại 2 mét để làm cửa ra vào đó giống như bài trên đúng không cái cửa ra vào thì không có làm hàng rào giống như cái bài nào ha bài 19 ha. À. Thì bây giờ đề bảo chúng ta là tính độ dài của hàng rào. Thì mình ghi là độ dài của hàng rào là nha, độ dài của hàng rào là. Thì bình thường á, độ dài của hàng rào chính là chu vi của cái mảnh vườn này. Được chưa? Chu vi thì chúng ta hai chúng ta lấy hai lần chiều dài cộng chiều rộng chiều dài là 70 chiều rộng để cho là 35 còn chiều dài 70 là chúng ta tính 70 cộng cho 35 70 cộng 35 thì chúng ta được 105 nha à sorry mày không thể quên mày không thể quên xích nữa đúng là mệt là bắt đầu nó quên tùm lum rồi các em ơi đuối rồi nó quên sao cái viết cũng xì đa luôn rồi quên cái gì mày quá thì bình thường á là độ dài của hàng rào sẽ là chu vi của cái mảnh vườn này nha bình thường là độ dài hàng rào bằng chu vi nhưng mà bây giờ người ta để lại 2 mét để mà làm cửa ra vào được chưa để lại 2 mét để làm cửa ra vào có nghĩa là hai mét này mình không có rào được chưa? Không có rào Nên chúng ta Trừ ra 2 mét Được chưa này 2 mét này để làm hàng, để làm cửa ra vào Nên chúng ta không có tính vào Đó Chúng ta lấy chu vi Trừ cho cái cửa Thì 70 cộng với 35 Thì chúng ta được 105 đúng không? Thì mệt quá thì bấm máy tính cho nhanh nha Rồi tiếp tục nhân 2 Thì chúng ta được 210 210 trừ 2 á Thì chúng ta được 208 độ dài của hàng rào thì đơn vị là mét rồi chúng ta đã xong cái phần hình học rồi video tiếp theo à, chúng ta sẽ làm dạng 6 các bài tập nâng cao nếu mà thấy video này hữu ích thì nhớ cho thầy ăn một like cũng như đăng ký để ủng hộ kênh thầy an thì anh, hẹn gặp lại các em ở video sau bye bye